Liên Hợp Quốc muốn điều tra quốc tế về xung đột Israel-Hamas, Tel Aviv bác bỏ. Cao ủy Liên Hợp Quốc về quyền con người yêu cầu mở điều tra quốc tế về vi phạm trong cuộc xung đột Israel-Hamas, tuy nhiên Tel Aviv đã bác bỏ việc cho phép vào nước này để điều tra. Trong phát biểu ngày 6 tháng 11, Cao ủy Liên Hợp Quốc về quyền con người, ông Von Kutuk cho rằng cần điều tra nghiêm túc về những cáo buộc cực kỳ nghiêm trọng, về những vi phạm nhiều lần và rõ ràng đối với luật nhân đạo quốc tế. Điều tra ở Israel và Palestine trong chuyến thăm trung đông vào tuần trước ông túc đã cảnh báo rằng cả hai bên đều đang phạm tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột ở giải gaza khi chính quyền các quốc gia tỏ ra không sẵn lòng hoặc không thể thực hiện các cuộc điều tra như vậy và khi có những lời tường thuật gây tranh cãi về các sự cố đặc biệt quan trọng thì cần phải tiến hành điều tra quốc tế ông túc nhấn mạnh trong cuộc họp báo mới đây ở geneva thụy sĩ sau đó khi nói với các phóng viên ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng là văn phòng của ông phải tiếp cận các vùng lãnh thổ của palestine để đảm bảo việc giám sát và lấy tư liệu đầy đủ và độc lập cũng như để điều phối công việc bảo vệ. Cao ủy Liên Hợp Quốc cho biết, ông đã yêu cầu Israel cho phép tiếp cận cả Israel và lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, nhưng ông vẫn chưa nhận được phản hồi. Tuy nhiên, Israel sau đó lên tiếng bác bỏ yêu cầu này. Israel không nhận thấy có lợi ích gì trong việc cao ủy tới thăm vào thời điểm này, hãng tin AFP dẫn lời phái đoàn của nước này tại Liên Hợp Quốc cho biết. Trong khi đó, hãng tin Reuters đưa tin một nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc cho biết có bằng chứng về sự kích động diệt chủng ngày càng tăng đối với người dân Palestine. Trong những vi phạm nghiêm trọng của Israel, Israel mới đây tiếp tục tung ra những bằng chứng việc phong trào Hồi giáo Hamas cất giữ khí tài dưới bệnh viện Antifa sau khi cáo buộc tổ chức này đặt căn cứ chỉ huy dưới bệnh viện, nơi hàng ngàn người đang trú ẩn. Mỹ cũng lên tiếng chỉ trích việc này là phạm tội ác chiến tranh, tuy nhiên Hamas phủ nhận. Nỗ lực ngoại giao của châu Âu, các nhà lãnh đạo cấp cao của châu Âu, gồm Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, người phụ trách đối ngoại của khối Joseph Borrell, sẽ tới Trung Đông trong nỗ lực thúc đẩy bảo vệ dân thường, mở hành lang nhân đạo và đàm phán theo đó, ông Borrell tới Israel và sau đó bay tới Ramallah để gặp tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Tiếp theo là các cuộc gặp ở Bahrain, Ả Rập Xê út và Jordani. Ông sẽ có các cuộc đàm phán với đại diện của Iraq và Kuwait. Bà der Leyen, người đã ở Israel sau cuộc tấn công của Hamas, sẽ không trở lại Tel Aviv mà sẽ tới Ai cập và Jordani. Có mặt tại Israel ngày 16 tháng 11, ông Borrell đã kêu gọi Tel Aviv không chìm trong thù hận. Tôi hiểu nỗi sợ hãi và nỗi đau của các bạn. Tôi hiểu cơn thịnh độ của các bạn nhưng đừng để cơn thịnh nộ nhấn chìm các bạn, ông nói. Hồi đầu tuần, ông Borrell cho biết EU đã giao phó trách nhiệm về hòa bình ở Trung Đông cho Mỹ và giờ đây châu Âu cần tăng cường vai trò lãnh đạo trong các cuộc đàm phán hòa bình trong khu vực. Xung đột Hamas-Israel, Israel lại kêu gọi dân ở phía nam giải Gaza sơ tán. Quân đội Israel phát đi thông báo người dân ở phía đông thành phố Khan Yunis ở phía nam giải Gaza cần đi sơ tán tới những nơi trú ẩn an toàn bằng cách thả tờ rơi từ đêm 15 tháng 11 đến dạng sáng 16 tháng 11. Israel đã thông báo người dân ở khu vực phía đông thành phố Khan Yunis ở phía nam giải Gaza cần đi sơ tán tới những nơi trú ẩn an toàn. Lời kêu gọi sơ tán được cho là để chuẩn bị tiến hành các hoạt động quân sự tại khu vực. Quân đội Israel phát đi thông báo trên bằng cách điều máy bay thả tờ rơi xuống khu vực từ đêm 15 tháng 11 đến dạng sáng 16 tháng 11. Những tờ rơi như vậy mà hãng tin Reuters có được với nội dung đề nghị người dân đi sơ tán ngay lập tức và nên tới những nơi như khu gia abasan Bani Suhaila và Al-Karara. Kể từ sau khi xảy ra xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel hôm 7 tháng 10 vừa qua, thành phố Khan Yunis là nơi trú ẩn của hàng chục nghìn người dân vốn sơ tán từ phía bắc giải Gaza. Ngoài tình trạng sinh sống quá tải ở những nơi trú ẩn tạm thời như trường học và lều trại, những người dân ở thành phố này đang thiếu tốn nhu yếu phẩm cần thiết. Trước đó Israel cũng đã từng thả tờ rơi ở miền bắc giải Gaza để yêu cầu người dân đi sơ tán về phía nam. Palestine lo ngại những hoạt động sơ tán quy mô lớn sẽ diễn ra thường xuyên hơn. Ngày 16 tháng 11 Quân đội Israel cho biết đã nắm quyền kiểm soát hoạt động ở cảng Gaza, gần thành phố Gaza. Đây là cơ sở tầng quan trọng ở giải Gaza. Phong trào Hồi giáo Hamas trước đó kiểm soát cảng này. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục những tin tức liên quan đến tình hình chiến sự tại giải Gaza. Căng thẳng tại đây vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi hai bên không ngừng tấn công lẫn nhau. Trước tình hình không thể tìm được tiếng nói chung sau nhiều tuần, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 15 tháng 11 đã thông qua một nghị quyết đầu tiên kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo tại giải Gaza. Nghị quyết được thông qua trong bối cảnh người dân trên giải Gaza đang đối mặt với thảm kịch nhân đạo ngày càng trầm trọng do thiếu nguồn cung lương thực, nước uống và hệ thống y tế đang bên bờ vực sụp đổ. Tuy nhiên, đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh Israel đang hành động phù hợp với luật pháp quốc tế và nghị quyết vừa được Hội đồng Bảo an thông qua sẽ không có ý nghĩa. Nghị quyết số 2712 kêu gọi ngừng bắn và thiết lập hành lang nhân đạo khẩn cấp và mở rộng trên khắp giải Gaza trong đủ số ngày để tạo điều kiện cho việc tiếp cận nhân đạo đầy đủ, nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở. Nghị quyết nhấn mạnh cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp liên tục, đầy đủ và không bị gián đoạn các loại hàng hóa và dịch vụ thiết yếu trên khắp giải Gaza, bao gồm nước, điện, nhiên liệu, thực phẩm và vật tư y tế, cũng như sửa chữa khẩn cấp các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Việc ngừng bắn cũng là để tạo điều kiện cho các nỗ lực cứu hộ và phục hồi khẩn cấp. Đại sứ Manta tại Liên Hợp Quốc, bà Vanessa Frazier nhấn mạnh, dự thảo nghị quyết mà chúng ta thông qua ngày hôm nay mang lại hy vọng trong thời điểm đen tối này. Nó nhằm mục đích đảm bảo quãng thời gian nghỉ sau cơn ác mộng hiện tại ở dài Gaza, mang lại hy vọng cho gia đình các nạn nhân. Nó đặc biệt tập trung vào hoàn cảnh của những đứa trẻ bị mắc kẹt trong khu vực giao tranh, của những người bị bắt giữ làm con tin. Trong tuần qua, chúng tôi đã tổ chức các cuộc tham vấn rộng rãi với các thành viên trong hội đồng, các bên quan tâm, các quốc gia trong khu vực và các tổ chức nhân đạo. Chúng tôi làm điều này với nỗ lực đạt được một văn bản cân bằng và có hiệu quả. Một số đồng minh của Israel, trong đó có Mỹ, tiếp tục thúc giục Hội đồng Bảo an lên án hành động của Hamas. Dù vậy, quân đội Israel khẳng định đang thực hiện chiến dịch chính xác và có mục tiêu chống lại Hamas tại khu vực cụ thể trong bệnh viện al Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc nhấn mạnh Israel đang hành động phù hợp với luật pháp quốc tế ở giải Gaza và cho rằng nghị quyết vừa được Hội đồng Bảo an thông qua sẽ không có ý nghĩa và không liên quan đến thực tế. Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Israel. Israel mong đợi Hội đồng Bảo an lên án Hamas một cách dứt khoát. Không có chỗ cho các thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài nếu 239 con tin vẫn còn nằm trong tay những kẻ khủng bố Hamas. Về phía Palestine, quan sát viên thường trực của nhà nước Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour cho rằng nghị quyết của Hội đồng Bảo an đã không đề cập các vấn đề chính bao gồm cái chết của dân thường, nhân viên nhân đạo, nhà báo, các cuộc tấn công bừa bãi hay là việc hàng nghìn người Palestine bị giam giữ. Trong bối cảnh cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine vừa đưa ra cảnh báo rằng không nơi nào ở giải Gaza được coi là an toàn. Tổng giám đốc WHO cũng lưu ý rằng ông đã lần thứ hai gặp gia đình các con tin đang bị giam giữ ở giải Gaza. Ông đã nghe và cảm nhận được nỗi đau của họ. WHO tiếp tục kêu gọi đảm bảo thả tự do và an toàn cho các con tin, đồng thời quan tâm sâu sắc đến sức khỏe và hạnh phúc của họ, cũng như của người dân Gaza nói chung, nơi mà mỗi lúc tình hình lại trở nên bấp bệnh hơn. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc cảnh báo, tình hình lương thực ở khu vực phía Bắc giải Gaza đang xấu đi nhanh chóng. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp hôm 15 tháng 11 kêu gọi chính quyền Israel cho phép viện trợ nhân đạo vào giải Gaza thông qua cửa khẩu Karem Salom, như một phần trong kế hoạch 10 điểm nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.